Thế em hỏi đây là chợ gì đấy chị? À cô? À chợ Cao Lỗ à? Đó. À nhưng mà chợ tên là gì ạ? Tó. À chợ Tó. À chợ Chính nhỉ? À vâng. Vâng. Cái cô bán gì, bán chạy không? Bán chạy không? À thế à? À cô bán đấy đúng không? Cốm. À vâng, cảm ơn cô nhé. À, vâng thưa quý vị, à, quý vị đang xem kênh Hà Nội Phố và tôi là Duy. Hiện tại Duy đang trên đường đi vào chợ Tó ở thuộc thị trấn Đông Anh. Và lúc này là 11 giờ 2 phút buổi sáng ngày mùng 4 tháng 12 năm 2018. À, lúc này buổi trưa rồi, chắc là buổi trưa thì chợ không biết là có đông hay không. Mời quý vị và các bạn cùng Duy chúng ta khám phá. Và đây là cái series những cái video mà Duy gửi tới quý vị và bạn khám phá khu vực chợ Tó thuộc thị trấn Đông Anh. Ở phía lối vào đây thì chúng ta thấy rằng đó là những cái mặt hàng hoa quả của bà con đang bán ở đây. Chủ yếu là hoa quả thôi. Hoa quả Duy thấy là có dứa này, có bưởi này, rồi các loại rau, rồi có cả dưa hấu này. À dưa, xin lỗi, là dưa chuột. Dưa chuột. Vâng, chào chị. Đây, bây giờ vào trong sâu đây thì Duy mới thấy là chợ truyền thống ở trong khu vực này. Đây, Duy sẽ đi sâu vào trong. Vâng, tầm này thì Duy thấy rằng là mọi người đang dọn hàng và chúng ta có thể nghe thấy những cái tiếng nhạc của karaoke. Vâng, tiếng nhạc có một chị nào hát rất hay. Đây là những cái đồ thờ cúng này. Dao kéo bây giờ toàn đa số là những cái đồ sản xuất sẵn và nó có xuất xứ từ Trung Quốc được kiện. Còn hàng mà rèn từ hàng Việt Nam thì không nhiều. Đây, đồ cá, những đồ hải sản rất nhiều. Và những cái chợ truyền thống này quý vị và bạn cũng có thể nhìn thấy những cái hàng về thịt chó. Cái là đồ hàng ướt rất nhiều, kia là đồ thịt chó này. Đây là những cái đồ về dụng cụ thiết bị gia đình. À vâng. Cô bán cua à? À cua này, cua đồng đây ạ. Vâng. Cua đồng xịn nè. Vâng. Cô dạ, cháu à em thôi nhỉ. Em quay khám phá chợ Tó này, em ở trong Hà Nội mà. Đi kiểu là khám phá các cái nơi để cho bà con nơi xa biết về cái cuộc sống. Ở đây cô bán là bắt đầu từ mấy giờ hả cô? Chợ họp ấy. Chợ họp là sớm lắm, nếu như tất cả các loại hàng là phải họp từ 3 giờ. 3 giờ sáng. À. Các loại hàng rau, hàng thịt họp sớm. À, thế còn cô nào bán là những cái hàng này cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Tầm 5 rưỡi 6 giờ cô mới bắt đầu bán. À, 5 rưỡi 6 giờ sáng. Thế rồi cô bán đến mấy giờ? Cô bán suốt cả ngày luôn. Cô suốt cả ngày. Đến 6 giờ tối. À thế à? Thế mà à, thế ăn uống thì về nhà hay là ăn ở đây? À chưa, đến là cô đợi hàng, cô đi về. À đi về. À là đến chiều 2-3 giờ lại ra. À thế cô, cái thị trấn Đông Anh mình thì là có những cái chợ gì chính cơ? Có mấy chợ chính cơ? Chợ trung tâm ở đây là chợ Tó rồi nhá. À.
Vâng. Là của Đông Anh rồi. À. Đấy, đi ra ngoài trường công viên công an ấy, đằng sau huyện công an là có chợ trung tâm. À, chợ trung tâm. Đấy, gọi là khu 3 hectare. À. Đấy. Khu đấy thì họ có bán tầm này họ có bán không? À đấy à. Thế tí. Cũng bán. À đấy tí nó qua. À. Chủ yếu là học chiều. À. Chiều Đông Thu. Với chợ gì nữa ạ? Ở đây chỉ có chợ Đông Anh là khu vực Đông Anh này, đó là có hai chợ thôi. À. Còn chợ Dọc Lộ, chợ Cổ Loa. À. Đến chợ Cổ Loa chưa? Chợ Cổ Loa gần gần khu di tích cơ. Đấy, à. Gần khu di tích. À. Nhưng nếu cháu đi đường này đi xuống thì nó cũng à. Gần, mà nếu mà từ Hà Nội sang thì lại dễ đường tàu. À, vậy thế này. Cô, cái chợ Tó của mình đây thì có phiên họp không ạ? Ngày 4, ngày 9. Ngày 4, ngày 9 âm lịch. À, tháng có 2 ngày thôi. Tháng mấy phiên đâu? 4, 9 rồi. 4, 9. Sau lại đến 14, 19, lại đến 24, 29. À, cứ đuôi 4, đuôi 9. Ừ, cứ ngày 4, ngày 9. À, ngày 4, ngày 9. Đó là chẳng cứ họp như này có cả ngày luôn. À. Lúc nào cũng đâu. Thế cô bán ở đây lâu chưa? Cô bán lâu rồi. À, lâu à? Bán đây lâu rồi. Từ được bao nhiêu năm rồi ạ? 20 năm rồi. Ồ, 20 năm. Ồ, cũng lâu. Tức là nghề luôn rồi đấy. Ừ, cứ bán từ vâng. Năm tháng thôi. À. Bán cua cá, ốc hến, các cái loại ốc ếch. Chợ Tó này mở ra được lâu chưa cô? Rồi, chợ Tó này có mà mấy thế kỷ rồi. À, nếu mà tên thì mấy thế kỷ rồi đúng không ạ? À. Ra đời lâu. À. Đây là những diện tích ở đây đúng không ạ? À, rộng lắm ạ. À, dạ. Vâng, cảm ơn cô nhé. Nếu mà cô muốn xem hình ảnh của mình, cái cuộc phỏng vấn của cô giáo mình hôm nay thì cô vào kênh Hà Nội Phố nhé, YouTube đấy. Vâng. Cháu quay cả cháu mà. Không, cái này là những cái video cháu quay trải nghiệm cuộc sống đời thường người dân thôi, cũng không phải mang ý tính gì. Vâng, nên là cháu cô vào đấy thì cháu xuất hiện ở đấy nhiều hơn các cô. Vâng. À, cô Đỗ Thị Vân đúng không ạ? Vâng, nếu mà ai mà có nhu cầu đến đây đúng không ạ? Liên hệ với cô mà cháu nghĩ rằng cái nụ cười bán hàng của cô đây là rất là vui tươi và nghĩa là nhiều người nhớ và đắt khách đấy ạ. Vâng, cảm ơn cô, cảm ơn các chị nhé. Vâng, đi đây. Vâng, quý vị vừa được cùng Duy chúng ta trải nghiệm đi một chút quanh những khu chợ này. À, khu vực này chắc là khu ăn uống của mọi người rồi. À, Duy thấy rằng bán khu chè ở đây. Ở khu vực này khu quần áo này. Hàng ăn thì Duy thấy cũng món ăn đơn giản thôi. Ở đây khu cũng rất là rộng, quần áo này cũng lớn đấy. Duy sẽ đi vòng. Còn nếu mà đi điện từng các gian hàng chắc là hơi xa. Hai mẹ con mua được bao nhiêu thì cứ vào. Vâng, sân khẽ thỉnh thoảng những cái gian hàng quần áo là những cái đây ở dưới cao này đây cũng nếu mà nhìn như này thì cao 1m7 như Duy thì đi vào đây thì cũng hơi phải cúi. À, theo cảm nhận của Duy thì chợ cũng rất lớn. Ở đây chúng ta ngõ 2 thôn chợ Tó, Uy Nỗ, Đông Anh. Đây chúng ta ra cái đường lớn của con đường là... Đây, Duy sẽ đi vòng đây. Không biết cái đường ngoài đó có phải là đường Cổ Lỗ hay không. Đấy, ở đây chúng ta nhìn bao quanh được khu chợ. Mái tôn.
Còn bên phía này đó là phía của người dân. À, những ngôi nhà ở đây thì cũng có số, có số có má. Nói vui thôi thưa vị. Một số gian hàng thì đóng cửa. Bởi cái vị trí này tôi thấy nó hơi khuất đường chính. Và Duy cũng chưa thấy có nhà để xe, bởi vì để bán giò chả, đồ khô, quần áo. Ở những cái quầy hàng ở phía ngoài đây đa số là những cái hàng bán những đồ hàng ăn nhanh, thịt này. Ở đây như thấy thịt bò và cái dạ sách của con bò. Ôi, quay làm gì thế? Dạ hạ. Quay. Đây chủ yếu là hàng thịt, hàng cá tươi này. Tươi và chấm. Nghỉ chưa chị? Vâng, chủ yếu là những cái mặt hàng đồ nước ngọt thôi, còn đồ nước mặn thì Duy thấy không nhiều. Vâng, Duy sẽ đi ra phía ngoài thôi. Ở đây những cái hàng ăn này. Wow, đây chắc là những cái món thịt nướng, vịt nướng. Wow, trông rất hấp dẫn. Lò nướng rất to. Những lò nướng thịt. À, nhìn buổi trưa này thì đói rất là thòm thèm. À đây, đây có cái chỗ gửi xe đạp xe máy. À, lối này vào thì có bán rất là nhiều hoa quả. Wow. À, Duy nghĩ rằng chắc nó phải có một cái cổng chợ to để ghi biển rõ là đây là chợ Cao Lỗ chứ. Còn đây thì Duy vẫn chưa nhìn thấy thực sự đây là chợ Cao Lỗ. À quên, là chợ Tó, xin lỗi quý vị, chợ Tó. Chợ Tó Uy Nỗ Đông Anh. À, phía kia là cái lối mà Duy mới vào kìa quý vị. Đây là phía ngoài. Phía ngoài của chợ Tó. Cái mặt đường chính của chợ Tó đây, à, không biết có phải là Uy Nỗ hay không, con đường Uy Nỗ hay không, hay là một con đường khác, bởi vì Duy đây là lần đầu tiên Duy tới. Ở ngoài thì bà con bán những cái chăn mềm, quần áo, khẩu trang, các loại mũ. Chợ có một cái diện tích rất dài. Và dọc theo chợ thì hai bên các mặt hàng bà con cũng bán. À, gạo, vỉa hè này. Đây một cái lối vào chợ rất là sâu luôn. Đấy, đi nhìn rất là sâu. À, xóm trong xã Uy Nỗ. Cảm ơn quý vị, thôn là Duy. Và quý vị và các bạn vừa được cùng Duy trải nghiệm chợ Tó, cũng như là được nói chuyện, trò chuyện với lại một số cô tiểu thương trong chợ. Quý vị nhớ nhấn like video này, cũng như hãy chia sẻ video để nhiều người biết đến hơn. Duy sẽ có nhiều cuộc khám phá, nhiều cái trải nghiệm mới hơn tại Đông Anh trong những video lần tới. Quý vị đừng quên nhấn Facebook kênh Hà Nội Phố để nhận được nhiều video khi Duy up lên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần tới.